Hello và xin chào các bạn quay trở lại với chuyện của mình là Dũng Cờ. Và chào mừng quay trở lại với mẹ. Cái gì mắc trong răng của mình ý? Hình như là thịt người các bạn ạ. Hôm qua mình ăn được cái thằng thợ săn cá mập ngon quá, ăn ngấu nghiến đến nỗi mà mắc trong răng tận ngày hôm nay. Rồi, húp lại đỡ phải ăn sáng. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với Manager, The Game mà một con cá mập bò sẽ quay trở lại, cá mập dưới cờ sẽ quay trở lại và trả thù cho mẹ của nó. Thì tập trước đó là chúng ta xử lý được một thằng thợ săn cá sấu, săn cả cá mập. Và mình có được một kỹ năng mới, đó là hàm răng điện trích các bạn ạ. Rất là kinh khủng, rất là đáng sợ. Tập này chúng ta hãy cùng tiếp tục xem. Thì giữa hai tập mình có tìm hiểu, đó là ngoài cái việc đó là săn cái bọn thợ săn cá mập, chúng ta có thể săn được những cái con mồi apex, tức là những cái con kiểu con boss ấy, thì chúng ta có thêm một số những cái khả năng khác. Thì bây giờ tập này chúng ta sẽ làm đúng cái việc như vậy nha. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Với những lệ là nếu vẫn chưa game này, các bạn đừng quên để một like của mình và nút chuông của mình ra những video được bắt đầu nha. Ok nào, thì chúng ta cùng xem lại những cái kỹ năng mà lần trước nó đạt được nào. Hàm răng điện trích đúng không? Hàm răng điện trích của mình khá là nguy hiểm. Bây giờ mình cắn một phát là nó sẽ bị giật điện đó. Tập này hãy đi săn những con boss nào. Được, đầu tiên con boss nào đây? À, như vậy là trước khi có thể giết được cái con boss trong này thì chúng ta cần phải làm cái nhiệm vụ kiểm soát dân số, tức là vẫn cần phải giết mấy con cá grouper này đã. Đó, cá này các bạn bảo mình là cá mú. Thì cá mú, mình chả biết phải cá mú hay không, nhưng mà thôi mình tin các bạn. Tại vì là mình tin là các bạn không lừa mình bao giờ, đúng như mình chưa bao giờ lừa các bạn đấy. Ok, thì cá mú nó ở phía tít đằng kia, cách mình khoảng 500m, mình bơi đến nhanh thôi. Con cá của mình qua 3 tập thì bây giờ nó đã dài và to lắm rồi. To bao nhiêu nhỉ? 2,2m rồi, hy vọng tập này nó to hơn nữa. Ôi, nhiều chưa? Nhiều chưa, có cả người cả cá mú các bạn ạ. Hello người. Sao lại ở đây này? Giờ không ăn thì hơi bị có lỗi với thiên hạ, thôi đỡ phát nhỉ. Chả hiểu kiểu gì ạ. Chẳng nhẽ là không ăn, cứ bơi bơi ở đấy nhìn không ăn lại hơi ngứa mắt các bạn. Ok, về đây. Rồi, đến khu vực cá mú rồi nha. Sao nó lại ở gần mặt đất này các bạn? Có bình thường không khi nó ở gần mặt đất thế này? Ép. Chẳng có nhẽ điều này nghĩa là mình lại cần phải chui qua cái cống ở đó. Thôi chết tôi rồi. Ăn bọn này tôi lại phải chui qua cống rồi. Méo dễ như mình tưởng các bạn ạ. Nó có đường qua bên đấy quái đâu. Hay đường này ta, đường này qua được không? Không. Ui rồi, lên cạn rồi, mắc cạn. Như vậy, là vẫn cần phải tìm cái đường ở dưới cống để chui qua bên kia thì mới ăn được con đấy. Mèo ổn, quá thể đáng thật, game quái thai hai lỗ đít. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm cách. À đây rồi, đường qua đây. Đây rồi, ok quá thôi. Đây rồi, hello. Chiếc vé vàng trong làm độc đá. Đớp luôn, đớp luôn, được luôn. Ui, au, thôi. Tôi không chơi ở đây, nào mấy con lợn. Nào, đây rồi. Cá mú sẽ gặp vẻ hàm răng điện trích của tôi. Cả Barracuda nữa. Nào, hãy cố sống ở mề lào nào. Ở đây nhiều Barracuda ghê nhở. À, cá sấu cả Barracuda. Nhiều vãi nổi. Thì từng con một, từng con một. Tưởng chung một góc thoát được á. Tức là những cái khu vực của mình kiểm soát dân số luôn luôn sẽ có những cái con mà nó cố gắng nó đều ở đây để nó kiểu gọi là tranh giành với mình ấy. Nhưng mà đương nhiên là bọn nó làm gì đủ tuổi, hiểu không? Bọn này làm gì đủ tuổi, hiểu không? Ái già, đau nhá. Hai con cá sấu tìm cách ăn thịt mình. Mẹ khắm lọ thật. Lần nào cũng là hai con này nhá. Rồi xong. Túm lại là mình đã ăn cả hai con cá sấu đấy. Và mình lên được level 7 rồi. Mình còn to hơn bao giờ hết nữa các bạn ạ. Sau khi đớp được cái vé vàng trong làm độc đá thì bây giờ mình còn to hơn nữa. Oh my god. Ok, nhưng mà mình vẫn chưa trưởng thành, vẫn chưa bắt được cái cổng đấy. Thôi, cứ làm nhiệm vụ săn cá đã. Còn bao nhiêu thứ cần phải làm đâu này, thời gian đâu mà cứ ngồi đấy mà đợi level trưởng thành đúng không? Tuổi teen này mình cũng đã trở thành một người khá là nguy hiểm rồi. Tạo dựng những thành quả riêng của cái tuổi teen rồi. Rồi xong, xong nhiệm vụ ấy rồi. Bây giờ là xong rồi, còn thêm một nhiệm vụ nữa. Đó là vẫn là giết 8 con nữa. Sao tôi mệt với bọn cá mú này vậy ta. Giết cái bọn thiểu năng này thật sự là bẩn tay các bạn ạ. Thôi được rồi.
Anh này anh nhân nhượng cho chúng mày đấy nhá. Được anh ăn là cả một cái sự tự hào lớn đấy. Về khoe với mẹ đi. Mẹ ơi, con bị anh cá bập FG ăn rồi. Anh cá bập FG nhá, lịch sử kinh khủng cực. Đời cha anh ấy là cá vàng, đời bố anh ấy là cá bập, đến đời anh ấy là con FG. Yeah. A few moments later. Đây rồi, chỗ nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta nó nằm ở đây các bạn ạ. Ăn mấy con cá mú này là chúng ta hoàn thành rồi, 1/8. Ủa, mình nhớ rõ là mình ăn 2 con rồi. Ây, ây bạn ơi, bạn ơi, nhớ ai nhớ thế bạn ơi. Ôi nhiều thế, lại cả cá sấu nữa ạ. Tại sao chúng mày cứ phải xâm chiếm địa bàn của tao? Thực ra là tao xâm chiếm địa bàn chúng mày. Nhưng mà chúng mày đâu có quyền làm gì hả? Chúng mày đâu có tư cách hiểu không? Chúng mày đâu có tư cách. Đồ tư cách giải rách. Ao đù 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 đau 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 đau. Cá mú, em sẽ là bữa trưa của anh. Anh thì rủ em đi ăn tối, nhưng mà em sợ thành bữa tối của em. Ai hiểu thế? Các loại cá, các loại cá, các loại cá. Mỗi con mình, ai có cả người ạ? Má có cả người luôn. What? Thật sự đấy. Cái gì vậy? What? Wow 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 wow. Khu này vãi đạn hơn mình tưởng. Thôi 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 thôi. Thôi, 36 kế Tào Tháo đã bảo là kế chuồn là tướng sách. Có phải cá sáo không? Chắc là cá sáo. Thì ăn hết mấy con cá mú rồi mình biến các bạn ạ. Ở đây có cả người, cả cá sấu, cả cá mập thì thôi. Đứng ở đây chỉ tổ chức người thôi. Kinh lắm, kinh lắm. Oh my god. Nhiều quá. Chúng mày có thể dừng lại được không? Tao không muốn làm gì chúng mày ở đây hết. Làm ơn. Tha cho tôi. Tôi chỉ muốn ăn mấy con cá mú thôi. Tôi là bé cá mập thân thiện. Tôi là bé cá mập ăn cỏ ăn chay. Tha cho tôi. 6/8 rồi các bạn. 6/8 rồi. Còn Barracuda này sắp chết rồi, mình cần đớp phát. Nhìn nó xấu mình không yên lòng một tí nào cả. Rồi xong. Ok một con nữa, một con nữa. Rồi xong. Xong, xong, xong. Yes. Chúng ta hoàn thành xong rồi. Và đúng như dự đoán thì Ow, đúng dự đoán thì bọn người này sẽ thịt mình. Đúng dự đoán thì bây giờ là chúng ta hoàn toàn có thể quay trở về. Và chúng ta xử lý cái con Apex Predator, tức là con boss, nhưng mà không phải là boss người, mà là boss cá nha các bạn. Đây rồi, Apex Barracuda. Yep. Hãy cùng thịt nó anh em. Hãy cùng thịt nó anh em. Tại vì là chúng ta là một thằng quý bu. Anh em chúng ta không sợ gì cả. Cú đập điện. Đây. Phải to vậy nổi. Ow. Đào phết đấy. Đào phết. Mình biết là ăn con này không phải đơn giản. Xin thôi. Đau quá. Nhanh quá. Đấy rồi. Con lợn. Mày tưởng mày thế mày ngon. Đấy rồi. Gần chết rồi. Ow. Không, tôi gần ăn nó rồi. Come on. Căng thẳng quá. Tại quả đấy là mình không quen cách đánh của nó. Mình quen bọn cá sấu rồi. Bây giờ mình vừa mới để qua cái con cá mú này. À nhầm, con Barracuda cá nhồng này. Thì thành ra là mình chưa quen với nó lắm. Mặc dù mình biết đấy chỉ là cái lý do thôi. Nhưng mà không sao. Các bạn tin mình mà đúng không? Mình biết là các bạn tin mình và các bạn luôn luôn bảo là mình sẽ làm được mà đúng không? Vâng, cảm ơn nói vậy đi. Tôi thất vọng với mình mà. Cảm ơn. Ok. Nào, mình sẽ làm lại và mình sẽ lần này mình sẽ đáp ứng cái sự tin tưởng các bạn. Các bạn không phải lo đâu. Yên tâm, mình sẽ ăn được cái con đấy. Nó đâu? Khó nhìn quá. Đấy rồi. Cơ hội của tao. Đúng rồi. Đâm nó. Vào mồm nó. Không cho nó sống. Hư này. Mày xứng đáng hơn thế mà. Nào, con lợn này. Đâu. Đây rồi. Ôi, bạn ơi. Ôi, nó tránh đấy. Nó tránh được đấy các bạn ạ. Nó biết tránh đấy. Không đùa được đâu. Ái là. Con này khám lọ nha. Khám lọ. Ui. Nó tránh khá giỏi các bạn ạ. Không đùa được.
Ồ, cái chỗ kia nó không bị dính máu à? Mình bình thường mình vào cái chỗ xanh xanh ấy là mình sẽ bị đau đấy. Nhưng con này nó kiểu có bật hack các bạn ạ, nó bật hack. Nó không bị mất máu. Ấy, đây, đây, đây. Đau. Đau. Đây, 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 đây. Nó còn chết rồi. Tao ván được mày, đứng lại, đứng lại, đứng lại, rồi, yeah, yeah. Rồi thì ai là bố mày, tao vẫn không biết, nhưng mà tao biết mẹ mày là ai đó con lợn à. Có sao nhỉ, ok, aha, mình mở được một cái evolution mới. Oh my god, mày không biết tao vừa giết thằng cha mẹ à? Bây giờ mẹ ở đây, khó hiểu thật. Giờ mình thử nó con này đã, tại vì nó láo quá. Nó không biết bố nó là ai. Đây rồi. Ok, giờ mình có thêm một cái evolution mới, là một cái tiến hóa mới. Mình có thể quay trở về nhà này. Ok, hãy quay trở về hang động của mình. Fast travel được, teleport được các bạn ạ. Đó, giờ biết là mình không cần phải búng tay, mình đi teleport được. Và bấm vào đây này, chúng ta sẽ mở cái evolution mới. Đó là... What? Đâu? Mình tưởng là mình sau cái đấy là mình sẽ mở được một thứ mới, một kỹ năng mới, nhưng hóa ra là mình vẫn chưa mở được cái gì. What? Mình vẫn chưa mở được cái gì mới các bạn ạ. Không hiểu lắm tại sao lại như thế. À đây là cái bone sheet, đúng rồi. À ra là cả hai kỹ năng nó đều là cái hàm các bạn ạ. Ví dụ như là cái trước là mình dùng cái giật điện đúng không? Cái giật điện của mình nó sẽ giúp mình đó là làm tê liệt con mồi. Nhưng mà cái mình mới mở được là cái bone sheet này, nó sẽ giúp mình có thể là cắn tàu bè các thứ dễ hơn. Và nhiệm vụ tiếp theo của mình đó là mình sẽ cần phải Rich Infamy rank 2, tức là mình giết thêm một cái con thuyền trưởng nữa ở đây này. Mà để giết thuyền trưởng thì có lẽ là mình nên sử dụng cái kỹ năng đó là kỹ năng bone sheet này. Để làm gì? Cái kỹ năng bone sheet này sẽ giúp mình đó là ăn thịt thuyền bè ngon hơn, dễ hơn. Thì nó sẽ giúp mình trong cái việc là tấn công vào thuyền bè. Hợp lý đấy nhở? Ok, hãy dùng cái này đi và hãy nâng cấp nó phát đi. Ok. Rồi, và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ cần đi ăn thịt bọn tàu bè để lên Infamy rank 2. Đấy, Infamy, Infamy. Đây, hãy bấm vào Infamy này, cái con tiếp theo này. Ok, hãy cùng đi sang con này. Mình nghĩ là để có thể lên được Infamy rank 2 thì nó cũng khá là dễ thôi. Mình chỉ cần ăn được nhiều người ấy, đúng rồi. Đớp được nhiều người là ok thôi. Nào thì bây giờ là mình đi săn mấy cái người trên này. Đớp nhiều người và nó sẽ cho cái thằng boss ra. Hy vọng chúng ta có thể ăn được. Ui đánh đàn à. Tưng 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 tưng. Mày biết mày nên đánh bài gì không? Các bạn biết nó nên đánh bài gì không các bạn? Nó đánh một bài duy nhất đó là đấy là bài nó nên đánh không? Đấy là bài nó nên đánh. Ok, mình sắp lên được cái mức độ threat cao rồi. Oh, cá sấu. Oh, cá sấu. Mày xấu xa lắm, mình không động vào nó. Ok, nào. Lên đủ threat đi thì gặp boss nào. Để gặp con người nào. Kẻ thù lớn nhất của cá mập luôn luôn là con người các bạn ạ. Ui, ông này bơi kiểu gì đấy? What? Ôi rồi ạ. À, con gì đây? Con cá mập khác à? À không, con Barracuda, nó định cắn mình ạ. Con ngáo này. Nào mày cắn tao, tao định tao đớp chết mày. Mày phải boss không? Không hả? Kì, bạn chỉ là cái người bình thường thôi hả? Ồ, làm sao để mình thịt cái boss đấy nhỉ? Làm sao để mình gọi được cái con thứ hai ra, Infamy thứ hai ra? Mình không biết, à hình như là mình, đúng rồi. Mình phải ăn nhiều người đến mức mà cái level nguy hiểm của mình lên level 2. Hiểu, 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 hiểu. Ok, thì mình cứ đi, mình ăn từng con một vậy. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Trở lên level rồi, trở lên level rồi. Rồi, level 2 rồi. Chưa hả, chưa hả, chưa hả, chưa hả. Sắp rồi, chắc là sắp rồi. Đây rồi, incoming, incoming. Mình nghĩ là nó đến rồi. Thằng kia đến rồi, cái con lợn kia đến rồi. Đây rồi. Đây rồi, Bobby Bontangle.
đấy là con thứ hai đúng không? Đây rồi, phải ăn được con này các bạn ạ. Bà già bắn máy bay không mày đấy tuần quần này này. Ai à, bà cầm kèm lắm mình ạ. Bà đi thổi kèm cho mình à? Không, mình cứ tưởng bà đi thổi kèm cho mình đang mừng. Đâu bà ấy đâu? Bà ấy đâu? Bà ấy đâu? Mình không biết bà ấy đâu. Bà ơi, không phải bà ấy đây à? À đây rồi, ấy rồi, không mình ăn nhầm rồi, không phải đây, ấy rồi, ở đúng không? Không phải. À không, dưới này hả? Đây đúng không? Đúng không? Đúng bà không? Bà này béo béo, không phải ư? What? Bà ở đâu nhỉ? Mình cần tìm đúng bà đấy, Bobby ơi. À kia, thấy rồi. Nhưng từ từ mình phải hồi máu đã. Đau. Méo ổn lắm, Đây đúng không? Còn méo biết bà nào nữa. Nhiều quá. Ma nó chơi 2-3 thuyền liền. Các bọn nó chạy này. Thôi rồi. Thôi không ăn được các bạn ạ. Tại vì mình không nhận ra là bà nào với bà nào. Bây giờ mình cần phải biết được cái bà đấy là bà nào đó. Bà đấy béo thật đi, nhưng mà bà ấy mặc cái bộ đồ nó không sặc sỡ cái thằng kia. Thằng kia quần hồng, áo trắng, áo xanh. Nên đâm ra là nhìn được áo xanh áo hồng chứng kiến cho anh có đúng là bà đấy khó nhìn không? Đúng không? Đây áo xanh áo hồng có chứng kiến rồi, các bạn còn cãi cái gì nữa. Đấy, nên là để ăn được cái bà kia không phải đơn giản đâu. Vì có hai cái thuyền. Đấy. Mué. Không sao các bạn, không sao, mình sẽ ăn được. Các bạn cứ yên tâm, cứ tin vào mình. Lần này mình đã phải ra trận thì mình sẽ ăn được. Không phải bà này. Đây hả? Không phải bà không? Đúng không? À đúng rồi. Ê, có phải mình đâu rồi, đúng rồi. Thôi, mình trốn. Không vì tốn công tốn sức các bạn ạ. Không việc gì tốn công sức, thôi mình lại trốn. À con cá sấu định đớp mình. Kệ con ngựa nó luôn ý. Không cần gì quan tâm luôn. Mình xong nhiệm vụ rồi. Dễ không các bạn thấy chưa? Xác định mục tiêu là ăn ngay mà. Mỗi tội là quả vấn đề hơi lỗi một tí. Hiểu không? Hồi thất bại là mẹ thành công, thành công là ông thất bại mà. Ok, đi ở đây. Về nơi rồi. Từ từ, mình đang có nhiệm vụ gì đấy? Mình không biết destroy the target. Cái gì nữa? Mình có nhiệm vụ gì mới nữa à? Mình không biết, mình chưa đọc được cái gì. Ông này chắc to nhất này. Thằng kia là con trai của ông này và vừa đến chơi ở mùa hè thôi. Ông này sẽ dạy nó một số cái cuộc sống ở biển. Nhìn ông này ngu vãi, khổ vãi. Chắc là từ trước tới giờ chả làm cái gì cả. Trời ơi, vô dụng. Vô dụng như mẹ nó vậy. Yeah, nó từng giúp ta rất nhiều thời gian rồi. Có nhiều thời gian ta đã cùng ở bên nhau. Nhưng mà chúng ta không gần gũi cho lắm. Nó là một đứa chuyên gia săn cá mập. Nhưng mà tất cả kết thúc rồi. Nếu mà có bất cứ ai có thể săn được con cá mập thì chính là anh ta. Chính là nó, là con trai ông này. Wow, nó rất là muốn thịt con cá đấy. Từng tìm thấy nó được rồi, nhưng mà không ăn được nó. Điều gì xảy ra với ông, với bố của ông vậy? À, tức là đấy là ảnh của bố của ông này với ông này, chứ không phải là của ông này với đứa con trai. Ông này có một mục tiêu duy nhất của cuộc đời ông đấy, đó là thịt được con cá mập mega. Ok. Ông rất là mong muốn thịt được con mega, mất một tay rồi, thế nhưng mà vẫn càng lắm. Ok, mình ăn rồi đúng không? Wow, mình lên tập 4 rồi nè. Ngon. Hay quá, lên tập 4 rồi các bạn ạ. À. Được đấy. Để mình đến chỗ kia xem nào. À, như vậy là mình sang ở biển bên kia các bạn ạ. Oh, Golden Shore là một cái bờ biển mới rồi. Nơi này chắc chắn là có thêm nhiều con mới. Di văng các kiểu này. Hay rồi. Khu này chắc là nhiều thứ thú vị các bạn ạ. Chắc chắn là như thế. Có thêm nhiều nơi để khám phá hơn. Ây là la. Và nhiệm vụ mới của mình nó nằm ở tít đằng kia, cách tầm 400m nữa là mình đến rồi. Mình cần phải vòng vòng bao nhiêu lâu thì mình mới tìm được đến cái đoạn này đấy. Khá là khó tìm. Mãi sao ở nơi này nó ở đâu có cái biển duy băng ấy nhở? Như kiểu là có rất là nhiều vụ án ở khu vực này nhá. Xong rồi là cảnh sát họ đến họ căng cái duy băng xung quanh ấy. Hay là trước đây là mẹ mình từng là người thống trị khu này và bây giờ đến mình.
Có thể lắm, như thế thì vui. À, hộp, 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 mở. Ê, wow, con cá mới này. King Macho. Tôi không biết tên mày là gì, nhưng mà nhìn mày có vẻ ngon, nên ta sẽ ăn mày. Nên ta sẽ ăn mày. Để ta cảm nhận hương vị của biển cả. Đây rồi, đến nơi mới của mình rồi hả? Nơi mới của mình chắc trong này. Mình cần phải tìm đường vào hang của mình. À, đây rồi, đây rồi, rồi. Đây rồi, wow. Trời ơi, mình đã nâng cấp rồi. Thay vì chỉ có mỗi một cái tàu ngầm, mình có được cái tàu biển. Zin. Ok, cùng xem ra lần trước là mình giết lại con thuyền trưởng kia là mình được cái đồ gì mới nhá. À, bấm vào đây này. Ok. À, như vậy là mình có thêm cái nội tạng mới. Đó là Corti này. Tức là thêm 150 máu của mình nữa. Cộng mấy 20 cái việc đó là kháng knockback. Tức là cái việc là nó đánh bật mình ấy. Thì mình sẽ kháng được cái việc đấy. Ok. Ngoan. À, mình phải nâng cấp được cái này luôn. Ờ thì nâng cấp đi. Thêm máu mà tại sao không. Rồi, cộng 300 máu. Very nice, very nice. À, nhìn cơ thể của mình xem nào. Oh my god, sexy lady. Các bạn nhìn mình có sexy lady không các bạn? Sexy nhỉ? 2.4m và khá là nhiều sẹo rồi. Ngoan đấy, ngoan đấy các bạn ạ. Ngoan đấy, ok. Rồi, thì có lẽ là mình sẽ dừng tập này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Nếu thích tập này thì các bạn đừng quên để một like cho mình và bấm nút chuông để ủng hộ mình ra những video mình rất là tạm biệt và hẹn gặp lại. Cuộc sống này thật vui khi là Weibo và tôi luôn tự hào vì là một thằng Weibo. Bye bye.